Ok, đây là chìa khóa và ổ khóa khá ngầu. Đó, mình mở lên. Wow, đồng hồ này là giống y chang Z650 và Z900 của những cái model trước nha mà. Đó, rất đẹp, có báo số luôn này. Đó, có báo số luôn. Nổ máy thử. Đó. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Vâng, giới thiệu với các bạn, đây là chiếc Kawasaki Z400. Tôi mới mua được khoảng độ 2 tuần nay. Và hôm nay tôi sẽ quay review nhanh cho các bạn xem cái chiếc Z400 này có xứng đáng với cái tầm giá 108 triệu không các bạn. Vâng, trong suốt một tháng qua thì trong giới các anh em chơi mô tô ai cũng biết và người ta gọi đây là chiếc xe 108 các bạn. Vâng, nghe nó rất là này nọ các bạn ha. Đó, thì đầu tiên nói về thương hiệu thì Kawasaki vẫn là một cái gì đó đỉnh các bạn ơi. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì theo tôi tìm hiểu á, thì Honda là những cái dòng xe gọi là tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu và giá thành tương đối rẻ, kinh tế đó, cho nên nhiều người ở Việt Nam sẽ chọn thương hiệu Honda. Còn nhìn hơn một chút thì sẽ là Yamaha thì mẫu mã nó thời trang hơn, nhìn nó phong cách cá tính hơn. Đó. Còn nó, nếu mà nói về độ bền, nói về lực mạnh thì có lẽ là Suzuki các bạn, máy móc bền, đó, mạnh mẽ, rất nhiều anh em là sử dụng là Suzuki. Còn Kawasaki thì ở Việt Nam mình ít người dùng hơn. Tại vì bốn hãng vừa rồi, tôi liệt kê vừa rồi là đều là của Nhật. Thì dòng Kawa, theo cái hiểu biết của tôi thôi nha, thì Kawa giá tiền của nó nhỉnh hơn những cái dòng xe khác. Và tiêu tốn năng lượng xăng nó hao nhiều hơn. Tại vì cái điểm mạnh của những cái dòng Kawa là sức mạnh. Đó. Cho nên là mình không bàn về xăng. Đó, thì con này hãng công bố là 4,4 lít trên 100 cây. Vâng, khá là rát. Đó, và tôi đã chạy thử trong suốt 2 tuần qua thì mức tiêu thụ xăng của nó trung bình là 20 km trên 1 lít. Là mình chạy hiền đó. Đó là hao xăng còn hơn là chiếc CB500X và gần bằng với chiếc CB650R. Đó, nhưng bù lại nó cho mình một cái tọt đầu và cái ga tầm trung ấy, nó khá là mạnh, khá là bốc. Với 45 mã lực thì chỉ thua con CB500X đâu đó khoảng độ 2 mã lực thôi. Rất mạnh. Thì đó là giới thiệu sơ các bạn. Giá của con này lúc trước khuyến mãi là trên web là 149 triệu chưa giấy tờ. Và trong tháng qua là Matmoto đang khuyến mãi con này. Giá là chỉ có 108 triệu thôi. Và tôi mua giấy tờ bao luôn, nhờ họ làm luôn thì giá nó lên tới là 13 triệu nữa. Cho nên là tổng cộng lăn bánh của con xe này là 121 triệu bảng số thành phố các bạn. Đó, đó là lý do tại sao tôi chọn Kawa. Là tại vì nó đang khuyến mãi giảm 41 triệu, rất là hời. Đó, thay vì là 162 triệu như bình thường. Vâng, về thương hiệu, về giá tiền thì tôi đã giới thiệu qua. Vấn đề cuối cùng là mình chọn lựa chiếc xe có phù hợp với mình hay không.
thì khi mà lần đầu tiên tôi bước vào showroom của Mazda Auto thì mình đập vào mắt mình là một cái thiết kế rất đẹp, rất hầm hố, rất là góc cạnh, từ những cái đầu đèn cho tới cái dè trước vân vân. Đó, cái form của nó thì y chang chiếc Ninja 400, chỉ khác là dòng này là dòng Nextbike, nó không phải là Sport City, cho nên nó không có cái ốp nhựa ở trước thôi, cái chùm đầu thôi. Đó, cho nên cái yên của nó rất là cao. Đó, thì lần đầu tiên tôi vào thì việc đầu tiên là tôi dựng cái xe lên. Vâng, rất là nhẹ nhàng, chỉ có 167 kg, rất là nhẹ. Đó, và mình cảm thấy thích thú về điều đó, tại vì tôi có mấy người bạn đi những chiếc CB500X hay là CB650 ấy, nó khá là nặng, thì với cái tuổi của mình, cái sức khỏe của mình hơi bị đuối khi mà mình đi trong phố hoặc là những nơi chật chội ấy, thì con xe này nó rất là nhẹ. Đó, rất là nhẹ là mình cảm thấy thích rồi. Tiếp theo là cái yên cực kỳ thấp, ngoại trừ những dòng Cruiser, những cái dòng Cruiser thì những dòng Nextbike, đây là chiếc xe có yên thấp nhất trong các loại xe mô tô. Đây, tôi ngồi thử cho bạn xem. Đó, tôi cao thì chỉ có 1m68 thôi, 1m68 thôi. Đó, thì mình ngồi lên là chống chân là hơn nửa bàn chân, tức là cái gót mình gần đụng luôn rồi. Còn nếu như mà có gắn thùng đằng sau, ba thùng, hoặc là có người ngồi đằng sau nữa, thì mình chống bằng hai gót luôn, chống bằng hai gót và nó dở lên được cái mũi bàn chân lên như thế này luôn này, rất là an toàn luôn. Cho nên là ở cái trang lứa, cái tuổi của mình thì cái vấn đề an toàn là mình đưa lên hàng đầu. Chống chân thoải mái, xe nhẹ là mình thích rồi. À, ngồi. Tuy nhiên là cái tư thế ngồi thì nó hơi chồm. Một phần là do mình không quen, hơi chồm đúng không ạ? Hơi chồm này. Hơi chồm. Thì trong nay mai tôi sẽ độ ngủ lên, cao lên được thêm 4 cm và lùi lại được 2 cm nữa. Thì tư thế thay vì bình thường nó như thế này, thì bây giờ có thể nó sẽ như thế này. Nó đỡ hơn một chút và thoải mái hơn một chút. Nhiều người khuyên là không nên. Đó, nhưng mà thôi, mình tính thực dụng và tính an toàn các bạn. Đó. Lúc leo lên leo xuống thì cái yên này nó hơi bất tiện. Nó hơi bị cao. Cho nên là lúc bước lên lúc xuống, bước lên bước xuống ấy, nó hơi khó khăn một chút. Do tuổi tác mình dơ chân không được cao cho nên nó hơi vướng một chút. Thì đó là cái bất tiện duy nhất theo tôi khi mà tôi mua cái xe này, là bất tiện duy nhất là cái vấn đề chở người đằng sau. Thì hầu hết những dòng xe mô tô thì thường là họ đi một mình thôi, chứ chở người là rất là khó khăn, kể cả Nextbike. Mà con này thì lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà do cái hoàn cảnh kinh phí của mình không có và đang đợt khuyến mãi, cho nên là buộc lòng tôi vẫn quyết định mua nó. Và cái cảm giác chạy, cảm giác lái thì thôi không có gì để bàn. Quá ngon, quá ổn các bạn. Nó được mệnh danh là mạnh nhất trong phân khúc 300-400, mạnh nhất. Rồi, mình đi vào sâu vào chi tiết. Thì đây là một cái động cơ DOHC giống như của Winner ấy, nhưng mà nó hai máy 399cc. Đó, có hai cổ bô đi ra. Khi mua xe thì tôi được tặng kèm theo một cái bảo vệ két nước và cái chống đổ. Đó. Cái chống đổ của Evotech này, trị giá là 7,1 triệu. Vâng, hàng hiệu chính hãng này các bạn. Đó. Đèn này là mình độ thêm, không tính. Phuộc thì rất tiếc là ở dòng này vẫn là sử dụng phuộc ống lồng truyền thống thôi, chứ chưa có được upside down. Nhưng với cặp phuộc này tôi đã chạy thử rồi thì khá là êm các bạn ơi. Phuộc trước phuộc sau khá là êm. Tức là khi mà tôi đi qua những cái làn giảm tốc ấy,
những cái đoạn ở bên quận 2 Sa La đó, đó từ nóc hầm mà đi ra tới cầu Rạch Chiếc ấy, các bạn thấy là nó liên tục những cái lần giảm tốc nó rất là cao. Thì lâu nay tôi chạy Winner và một số xe khác ấy, thì nó dằn sóc lung tung rất là khó chịu luôn, rất là khó chịu. Nhưng với cái xe này thì nó êm hơn khá nhiều đó. Và người ngồi sau đó, tôi cứ chở bà xã đi thử một đoạn rồi mười mấy cây số thì cũng kết luận rằng là nó êm hơn, rất dễ chịu cho cái cặp phuộc trước sau này. Về đèn thì cái đèn cốt này của nó là nó luôn luôn sáng, mình đề máy lên là nó sáng, đèn nó sáng vừa đủ để cho mình đi trong phố thôi, đi tour thì mình sẽ phải độ thêm, nhưng cái độ sáng của nó vượt trội hơn hẳn những dòng xe khác. Những dòng xe mà tôi được biết thì cái đèn nó rất là tệ, đặc biệt như Winner thì rất là tệ, thì đèn này nó đủ sáng cho các bạn đi trong phố, đèn cốt ha. Tay lái thì khá là rộng, khá là rộng, rộng hơn một số xe mô tô khác, cho nên cái cảm giác lái nó nhẹ nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và cái côn của nó cực kỳ nhẹ các bạn, đó, mình có thể bóp bằng một ngón tay được luôn. Côn nó nhẹ tới mức mà còn nhẹ hơn là cái chiếc 150 đó. Và tôi cảm thấy hơi khó chịu về cái chuyện nhẹ này, tại vì mình làm mình mất cảm giác bóp côn đi. Một số xe khác á, là cái đoạn bên ngoài á, mình bóp á, thì nó hơi nhẹ, rồi từ từ bóp vào sâu nó nặng dần đó, thì mình có cảm giác hơn. Còn cái này đoạn đầu và đoạn cuối hay đoạn giữa thì cái lực của nó đều như nhau hết, cho nên tôi chưa quen lắm với cái côn quá nhẹ này. Theo tôi thì cái côn nhẹ này cũng không cần thiết lắm, không cần thiết phải nhẹ tới mức như vậy. Tháng trước bóp rất là sướng, nhẹ nhàng, nó không quá ngục, nó không quá ngục, nhưng mà nó vẫn là ăn, vừa ý đối với tôi. Về cặp kính, nó cũng được thiết kế rất là hầm hố các bạn ha. Này, những cái góc cạnh này nó phù hợp, nó tương đồng với lại cái dàn đèn và dè Kawa, nó có một cái phong cách gì đó mà tôi quên mất tên rồi. Những cái góc cạnh và đặc biệt cái kính hậu này, ở đây nó có một cái cục chống rung, một cái ống sắt bên trong có cao su và nó chống rung, tức là khi mà mình chạy, nhiều bạn nói là khi mà chạy tốc độ cao á, 80, 90, 100 hoặc hơn á, thì nó sẽ chống rung, nó làm cho cái hình của mình không bị nhòe khi mình chạy tốc độ cao. Nhưng mà tôi chưa có thử, tại vì khi mình chạy nhanh cũng có những đoạn tôi chạy thử lên 100, 120 rồi, nhưng mà mình lo mình tập trung ở đằng trước cho nên mình không để ý là nó có rung hay không. Còn cái đoạn mà 60, 70 á thì nó rung các bạn ơi, nó nhòe hình rất là khó chịu. Mà cái đoạn đó thì mình lại sử dụng rất là nhiều, rất là nhiều khi mình chạy ở tốc độ 60, 70, cho nên nó rung, nó hơi nhòe hình, tôi hơi khó chịu một chút đó. Và cái khoảng cách của cái gương nó quá gần với mình đó, khoảng cách của cái gương nó quá gần tầm mắt của mình, cho nên khi mình chạy cái này muốn nhìn gương ấy, mình phải xoay hẳn cái đầu qua thế này mình mới nhìn được, xoay hẳn cái đầu qua mới nhìn được, chứ mình không có liếc được, cho nên cũng hơi bất tiện. Nếu như cái kính nó nằm ở trên đây này thì thoải mái hơn đó. Thì trong tương lai, vì hai lý do, một là nó bị nhòe khi mình chạy tốc độ chậm, thì có lẽ tôi sẽ độ hai cái cặp kính này, tôi sẽ lấy từ chiếc Winner qua. Cặp kính bên Winner là tôi mua là hơn 700 ngàn đó, mình sẽ thay vào đây cho nó gọn hơn. Kính này không được đẹp lắm, theo tôi là như vậy. Đó, cuộc trước này cuộc ống lồng thì bền bỉ hơn, bảo dưỡng nhẹ nhàng hơn. Đó, cái nắp bình xăng này thì hơi tiếc là nó không có dàn ốc ở bên trên để cho nó ngầu hơn, và để mình gắn những cái phụ kiện về cái túi nắp bình xăng ấy, cho nên không lắp được, không có ốc để mình lắp các bát cho những cái túi, hơi tiếc. Vâng, yên tôi có độ rồi, các bạn có thể xem cái clip tôi độ yên của con này ha. Rồi cái đây là cái ba ga hông và ba ga đằng sau lưng, ba ga thùng tốp gắn ba thùng á, tôi cũng mới độ lên, các bạn nhìn thấy nó hợp không?
Đó, nếu các bạn thích thú với cái bộ thùng này thì cũng có một cái clip đó, tôi quay về độ cái baga hông và baga sau cho Z400. Đây có một cái ốc ben đó, mình lắp thêm mà hãng có làm sẵn cái ren rồi nên rất là tiện. Nhiều xe mô tô là không có cái này. Về chi tiết khá là sắc sảo đó, những cái đồ để chân sau này, những cái bát nhôm CNC đó, được sơn tĩnh điện rất đẹp, đẹp hơn một số xe khác, đẹp hơn một số xe mô tô khác. Về bộ số thì số nó rất là nhẹ luôn, nó quá nhẹ đi, ngoại trừ số 1 nó hơi kêu cọc một cái, còn những số khác 2, 3, 4, 5, 6 thì nó rất là nhẹ, nó nhẹ như một cái xe 50 ấy, nó nhẹ như một cái xe 150 ấy. Cho nên là khi mà mình chạy ấy, tôi cũng không có cảm giác sang số lắm. Nếu như mà nó cọc nữa thì có lẽ thú vị hơn. Đó, quá nhẹ. Và một cái điểm đặc biệt là khi mà xe đang chạy số 2, mình muốn về số 0 ấy, thì hơi khó. Phải đạp thật là nhẹ, thật là ít thì mới về được. Chứ mình lỡ chân mà mình đạp hơi mạnh một chút là nó về số 1 luôn. Cho nên cái đoạn mà từ 2 về 0 là làm 10 lần thì chỉ được 2 lần thành công thôi, còn 8 lần là nó về số 1 luôn. Và ngược lại, khi đang ở số 1 mà mình về số 0 nó cũng hơi khó đó, nó lướt qua 2 luôn. Thì theo tôi thì hơi khó chịu, tại vì mình quen chạy cái kiểu mà mình về số 0 đèn xanh đèn đỏ rồi đó. Nhưng mà sau khi mà mình chạy cái này xong thì tôi thiết nghĩ nó thực sự nó an toàn. Tức là nó giống như là nó hạn chế người dùng không nên về số 0 trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi dừng xe. Và hôm nay tôi tập chạy theo kiểu là không dùng số 0, tức là vào số 1 xong là qua số 2 luôn, rồi đa số 2 về số là nó về 1 luôn, chứ nó không có về 0. Vì nó khó, nhưng mà tôi nghĩ vậy là an toàn. Tại vì tôi đã từng bị nhiều lần rồi, mình bị hố. Bị hố tức là mình đang đi số 2 mà mình lên dốc hoặc lên vỉa hè mình về số 1 thì nó lại về 0. Lúc đó xe bị mất lực kéo, mất lực kéo, tăng ga nó không còn được nữa, mình không giữ được thăng bằng xe và xe không còn lực để leo và nó bị tuột và thậm chí là đổ xe. Đó, khi mà mình hố về số 0, tôi nghĩ rằng nhiều người cũng đã từng bị những cái trường hợp này. Cho nên là với chiếc này tôi đang tập chạy theo kiểu không biết số 0, chỉ biết 1 và 2 thôi. Số 0 là không dùng đến. Cái chân trống nó khá dài và nghiêng, rất chắc chắn. Đó, tôi thích cái chân trống này. Tuy nhiên khi mà mình ngả xuống á thì nó hơi bị dõi vào thêm một miếng nữa, là mình hơi giật mình, hơi khó chịu. Đó, nhưng mà cái xe này nó nhẹ cho nên là cũng không có ấy. Đó, bạn thấy không, nó dõi nghiêng lên đằng trước này, khá là an toàn. Mà nhiều những cái dòng xe khác nó không có dõi lên như vậy, cho nên là khá là ok. Vâng, cái xe này nó khá nhẹ. Đó, tôi sẽ biểu diễn quay cho các bạn xem. Đó, khi mình cần quay đó, mình có thể quay như thế này. Đó. Mà những cái xe mô tô khác khó làm được, tại vì nó nặng á. Bạn nhìn dàn đuôi. Đèn xi nhan thì hơi bị to và vẫn là cái bóng halogen, nó không được hiện đại lắm và nó rất là lỏng này. Thì khi mà nhiều người nói là đi đường sóc nhiều nó gãy, thì để tôi thử xem bao lâu nó sẽ gãy cái cặp xi nhan này. Chừng nào gãy thì mình thay mình độ sau. Lốp thì size chỉ 150 thôi, hơi bé. Đó, nếu có điều kiện mình lên lốp 160 thì sẽ ok hơn. Ok, xoay xe. Vâng, đây là bên phải xe. Đó. Thắng đĩa được trang bị ABS cả trước sau luôn. Đó. Rất là an toàn. Hôm nay tôi chạy thì cũng bóp thử thắng vài lần rồi, cũng đạp thắng vài lần rồi, nhưng mà chưa được nghe cái tiếng nó nhảy lần nào.
Có lẽ mình còn nhát quá, chưa dám đạp gấp, cho nên chưa thấy ABS nó nhảy các bạn. Cây bô thì cũng giống như những dòng xe mô tô khác, cây bô zin thì không bao giờ nó đẹp cả, nó hơi to tại vì khí thải Euro 5 gì đó vân vân. Thì trong tương lai nếu có điều kiện thì tôi sẽ độ cái bô này lên. Bô này độ rất là dễ tại vì nó được thiết kế theo dạng clip on, tức là bên dưới đây có cái cổ dê này, mình mở ra là mình bứt được cái lon này ra, mình thay lon khác vào, mình chỉ mua thêm một cái đoạn nối, cái đoạn co chuyển đổi ở đây thôi, là mua thêm hai chi tiết nữa là được. Còn cái quan trọng nhất là cái cổ bô và cái bầu là được giữ nguyên, thì mình không có phải map lại ECU. Đó. Thì khá là tiện cho cái bô này. Thay vì những xe khác các bạn phải thay full system, thay từ đầu tới đuôi, thì với con này mình chỉ thay hai đoạn thôi, đoạn lon bô và đoạn chuyển đổi ở đây, khớp nối. Tôi leo lên một lần nữa cho các bạn xem. Hơi khó khăn chỗ này, nếu mình leo chỗ này thì nó dễ hơn. Chân mình không bị nhẽo cho nên phải dở lên. Đấy, chống chân thoải mái các bạn ha, 1m68 chống chân thoải mái. Đây là chiếc xe thấp nhất rồi, các bạn 1m60 vẫn có thể chạy được. Đó, nếu mình bỏ một chân lên thì chân này mình chống nguyên bàn luôn này. Đó, bỏ một chân lên thì chân trái chống nguyên bàn luôn. Còn nếu có chở người là chống bằng hai gót luôn nha. Xuống xe. Bây giờ tôi sẽ nổ máy cho các bạn nghe tiếng máy và tiếng bô nha. Bô zin của xe và tiếng máy 399cc, hai máy, coi nó kêu như thế nào. Kawasaki Z400 mở công tắc. À, các bạn có nhìn cái chữ Eco không? Mình làm lại nha. Đó, cái chữ Eco này. Mình chạy sao mà nó hiện chữ Eco lên ấy, là tiết kiệm xăng nhất ấy. Chạy làm sao để nó hiện chữ Eco lên nha. Hôm nay tôi chạy thì nó không có hiện. Đó, guarantee. Đây là tiếng máy xe. Tôi đang quay bằng cái iPhone 13 Pro Max. Tiếng máy xe. Tiết ở trên đây thì rất là đẹp, rất là sắc sảo. Đó, có ốc thầm nhớt này, mà một số xe không có. Thắng, ok, rất đẹp. Nói chung là khó có thể chê được một điểm gì ở trên cái chiếc Z400 này. Theo tôi là như vậy. Đó, chỉ có cái tem này nó hơi xấu đấy. Nó và cái màu đỏ này nó không có được tươi lắm khi mà mình chụp ảnh quay phim. Còn cái màu xanh lá cây truyền thống của Kawa thì nó rất là nổi bật. Với màu xanh đó thì mình đi đâu người ta nhìn từ xa là người ta biết đó là xe Kawa rồi. Nhưng với xe đỏ này thì phải tới gần người ta mới biết. Đó, cái tem này nó mốt tôi sẽ độ, ghi cái chữ Z400 vào đây cho nó ngầu. Cái bình xăng màu đen cũng không được nổi bật lắm. Đó,
Nếu có đủ điều kiện thì tôi sẽ dán cái bình xăng này cho nó thành màu đỏ giống như cái dè luôn. Vâng, đây là cặp đèn trợ sáng KZ40, giá của nó là 3,7 triệu một cặp, chưa tính bát là 550 ngàn, rồi chi phí dây nhựa và công lắp đặt nữa. Các bạn có thể xem thêm ở cái video mà tôi đi độ đèn đó, độ 2 dàn đèn lắp vào, các bạn thấy ngầu không, rất hợp với xe luôn ha. Đĩa trước khá là to đó, có hoa này, ABS đầy đủ. Cái dè thiết kế góc cạnh rất đẹp. Vâng, tôi nghĩ rằng là không thể đẹp hơn được nữa, quá đẹp. Đầu đèn cũng ổn, đèn thiết kế 2 tầng. Không biết mình bẻ thế này lâu ngày có gãy chống không, nhưng mà bây giờ vì công việc thì mình vẫn phải làm thôi. Đấy, ok, mình mở công tắc lên thì đèn đờ mi sẽ sáng đó, như là hai cái răng nanh, buổi tối rất là sáng đẹp nha. Còn bây giờ ngoài trời thì nó không được rõ lắm. Và nổ máy thì đèn cốt sẽ sáng lên, nổ máy đó. Đó, khi mình nổ máy thì đèn cốt sẽ sáng lên. Cái tầng trên là đèn cốt và tầng dưới là đèn pha. Đây, đá pha đây. Ê, các bạn đừng nhìn cái này. Nhìn cái này này. Đó. Và mở pha. Đó, mở pha. Và khi mình tắt máy bằng công tắc đỏ thì máy tắt nhưng mà đèn không tắt. Cái này cũng hơi khó hiểu ha. Nổ máy thì đèn cốt mới sáng, nhưng mà tắt máy thì đèn không tắt. Không biết rằng là bao lâu nó tắt hay là nó sáng luôn. Còn khi mà mình tắt đèn, tắt công tắc thì hiển nhiên là nó tắt hết rồi. Đó, cuộc ống lồng này, ti lớn nha, ti 41. Có 2 cái bảo vệ chống đất đá, bùn đất nó văng vào để khỏi chảy xước cái ti. Vâng, vậy là nãy giờ tôi đã review nhanh cảm nhận về cái chiếc Z400 này cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích thú thì hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hùng Giang để đón xem những video tiếp theo. Tôi gọi đây là xe mô tô phân khối lớn thì nhiều bạn cũng cười mỉm. Vâng, thì dù gì nó cũng là phân khối lớn thật mà, 400 phân khối. Tôi rất ưng ý với cái chiếc 400 phân khối này. Tại sao các bạn biết không? Lâu nay á, mình đi xe nhỏ thì ước mơ phân khối lớn là của bao nhiêu người thì họ sẽ với, thông thường là họ sẽ lên những chiếc CB300, những chiếc Rebel 300 hoặc là những chiếc MT03 v.v. Thì đi những chiếc xe đó, tôi có người bạn đã mua đi thử rồi, được vài tháng một năm, và tôi cũng đi thử thì mình cảm thấy nó hơi bị, gọi rằng là hơi bị sụt mốt chút xíu, smooth chút. Tại vì sao? Cái dòng 300 nó không có được bảo hành, nó không có được sửa chữa ở trong những cái tiệm phân khối lớn, mà CB300 nó nằm ở bán chung với lại cái xe nhỏ. Cho nên mình đi chơi với các anh em phân khối lớn thì cái chiếc 300 nó hơi bị đuối, nó hơi bị đuối về vật chất, về vật lý, nó về máy móc, và nó hơi bị đuối về cái số 300. Tức là mình cảm thấy mình kiểu như là những người mới chơi hơi bị với á, cho nên là hơi tiếc, hơi bị thì gọi là sao ta. Còn với dòng 400 thì nó đã phá vỡ được cái rào cản là người mới chơi, mình lên 400 rồi mà,
đó, thì nó nhích hơn và nó gần với lại 500 và 650 hơn. Và đặc biệt là đây là chiếc Kawasaki, cho nên là nó ăn xăng và cái lực của nó khá mạnh, được mệnh danh là mạnh nhất trong phân khúc. Cho nên rằng mình đi cái chiếc 400 này, Z 400 hoặc là Ninja 400, thì với kinh phí và với cái góc nhìn của người mới chơi như tôi thì tôi thấy là quá đỉnh rồi, ngon, bổ rẻ, phù hợp đó, và đẹp đó, giá tiền hợp lý, quá hợp lý đó, và sức mạnh đủ để chơi, không quá mạnh, không quá nguy hiểm, độ cao rồi các cái nói chung là cực kỳ ổn, đúng không ạ? Ok, tôi biểu diễn dàn đèn các bạn xem thử nha. Đó, đây là đèn cốt của xe. Mở một đèn, mở một cặp Z20, mở hai cặp Z20. Đó. Mở cặp trợ sáng KZ60. Đó, cặp trợ sáng KZ60. Đó, bát sinh. Buổi tối là sáng nguyên một góc phố luôn nha. Đó, mở này. Rồi, mở phun dàn đèn luôn. Phun dàn đèn. Đó. Mở hết luôn. Các bạn thấy thế nào? À. Nhích qua nhích lại ha, để dễ nhìn nha. Đó. Rồi, mình làm lại một lần nữa. Nổ máy. Đèn zin. Đó. Một đèn, một cặp Z20. Hai cặp Z20. Tắt, tắt, mở, mở. Bắt sinh. Mở pha. Đó, mở pha nha. Mở hết luôn. 6 đèn. Đó, mở 6 đèn các bạn. Ban ngày nhé các bạn. Đó. Tắt pha. Tắt, tắt, tắt. Ok. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tôi sẽ chở bà xã đi bằng chiếc xe này. Mình sẽ làm một vài tour ngắn ngắn trước để test xe, test vị trí ngồi, xem coi ngồi như thế này có như thế nào, có ổn hay không. Bye bye. Chào tạm biệt. Cái tay cầm khá là dài và rộng rãi. Có cái cục gù cũng rất là dài luôn. Và đặc biệt là cái côn rất nhẹ. Nó nhẹ từ ngoài vào tới trong luôn. Bóp một ngón cũng được luôn này. Quá bất ngờ. Còn về cái gương chiếu hậu thì được thiết kế rất là góc cạnh. Nhìn cũng rất là hợp với xe đó, tuy nhiên là chạy tốc độ chậm, 5, 6, 70 thì nó hình cái mình ghe đó. Ở đây mình có một cái cục cao su này, một cái ống sắt có cục cao su bên trong đó, để chống rung đó. Nhiều bạn nói đây là cái hệ thống chống rung, khi mình chạy trên 100 thì hình ảnh nó sẽ im, nó không có bị ghe rung đó. Nhưng hiện tại thì chạy chậm thì nó lại bị rung các bạn, hơi ức chế. Về những cái công tắc thì nó cũng bình thường thôi. Nói chung là nhìn ổn, nhìn tương đối sắc sảo. Đó. Mô tô thì nó có cái nút màu đỏ đó. Cái xe phân khối lớn thì thường đẹp nhất là cái nắp xăng đó, nhưng nắp xăng này thì hơi thường, xung quanh nó không có những cái dàn ốc lục giác đó, nhìn nó không được ngầu bằng.
đó, và không có ốc thì mình không có lắp được những cái túi đó, những cái túi đồ nghề, những cái phụ kiện. Còn những cái nắp bình xăng khác nó có nguyên cái dàn ốc ấy, thì mình sẽ sử dụng nó được nhiều việc nữa, lắp camera chẳng hạn. Cái đồ để chân thì ngồi lên thì nó tương đối là thoải mái, cần số cũng vậy, rất là hợp lý. Tôi mang cái đôi giày, cái mũi nó hơi dày á, cho nên luồn xuống nó cũng rất là dễ chịu. Một số xe khác thì nó hơi bị chật. Đó, đây là cái cục nhún monosốc sau này, nó có 5 mức thì nó đang ở cái mức ở giữa, mức số 3. Mình cứ để đi thử rồi từ từ tính. Đấy, đây là cái ốc để mà ben xe đó, tôi mua 150 ngàn. Nó có ren sẵn rồi, mọi gì vẫn vặn vào thôi. Đó, các bạn nhìn cái nhôm của nó đó, sắc sảo đẹp ha. 400 yên sau rất cao. Đó, cái xi nhan thì nó lỏng lẻo như này này, nó lỏng lẻo như là muốn gãy ấy. Không biết là khi chạy thì như thế nào, mình không có đi đằng sau cho nên không biết nó rung tới cỡ nào. Đó, cái đèn đuôi hình kim cương rất là đẹp. Đó, thắng đĩa cái ABS trước sau, thắng của Nissin. Cái gấp thì thường thôi, một cái gấp quá thường. Đấy, hướng bên đây thì mình thấy là phục nhún đang được canh chỉnh ở mức trung bình, mức số 3. Bằng những cái vết hàn rất đẹp. Phục này tôi cảm giác là nó hơi mềm. Thắng thùng đồ, có mắt thâm nhớt này. Xe đang gạt chấm nghiêng, cho nên là nhớt nó xuống ở cái mức tối thiểu. Đó, cái bầu hơi. Côn. Xe này là có nồi chống trượt. Nồi chống trượt khi mình về dồn số về số gấp á, rất là phê, nó không có bị lết bánh. Đó, bảo vệ két nước này, hàng chính hãng ấy, bảo vệ két nước được tặng kèm. Đó. Đó, cái dè đẹp các bạn ơi, buộc 41 mm, rất to. Xi nhan trước này nó đỡ hơn, nó đỡ lỏng hơn xi nhan sau nó còn lỏng hơn nhiều. Đó, cái ốp đằng trước mình có thể độ cái ốp khác chắn gió cho nó cao một chút. Đó, góc này nhìn đẹp đấy các bạn, ngầu ha. Đó, phanh trước này nhẹ nhàng êm ái, vừa đủ ăn, cục gù dài cầm thoải mái. Vâng, tôi có lắp thêm cái trợ lực tay ga trợ lực bằng cơm. Đó, cái bình dầu cũng thiết kế rất là đẹp. Tôi có lắp lên vài cái phụ kiện linh tinh, cồn này quá nhẹ đến mức không cần thiết luôn. Vâng, đây là cặp đèn Kenzo Z20. Đó, rất được nhiều anh em ưa chuộng đây. Đó, một cặp này là giá là 1.4 triệu, chưa có công lắp đặt và dây nhựa cầu chì công tắc. Đó, mình chế bát mình lắp vào đây này. Đó, bên đây một cặp nữa là 2.8 triệu. Chi phí công tắc các kiểu, công lắp đặt là 4 triệu đồng cho một cặp, cho dàn đèn này. Đó, đây là công tắc này. Đó, công tắc có thương hiệu đàng hoàng. Đó, cái dàn đèn này là trị giá là 4 triệu đồng các bạn ha. Đó. Hai cặp hai bên. Sạc điện thoại độ thêm 380 ngàn. Tắt mở được quick sạc 3.0. Đó, và tai C BD là cái gì các bạn?
Tôi không biết cái chữ BD này có nghĩa là gì luôn. Và đây là cặp đèn Kenzo KZ40 V3.2, giá 3,7 triệu một cặp. 3,7 triệu. Cái bát kẹp chống đổ này là 500 ngàn hay 500 mấy chục ngàn đó, tôi không nhớ rõ. Filter vàng mới rửa xe cho nên là nó hơi bị hơi nước đó, mình chưa có tháo ra lau được. Đó, một cặp ha. Đó, đây đó, một cặp Kenzo này là giá lăn bánh là gần 5 triệu ạ. Đầy đủ phụ kiện, cầu chì, công tắc, dây nhợ chống cháy là gần 5 triệu ạ. Đó, này mình tháo ra được này. Đó, nếu các bạn thích màu trắng 4 led ha. Đó, filter. Đó, nhìn ngang thì nó như thế này. Rất hợp với xe luôn. Nhìn phía trước, do cái chống đổ của con Z4 này nó là bên cao bên thấp, cho nên cái đèn của mình nó cũng bên cao bên thấp luôn. Cặp đèn pha rất sáng, rất ngầu. À, còn đây là cặp đèn cốt Z20 4 con. Vâng, với cặp đèn 4 con Z20 này thì nó rất là sáng. Quá sáng để cho các bạn đi tour luôn. Nếu đi bình thường thì mình chỉ cần mở một cặp thôi. Đó, tôi thiết kế độc lập, hai cặp hai bên riêng. Còn bên dưới là cặp đèn pha KZ40. Vâng, đèn pha này mình gắn cho đẹp là chính, chứ không bao giờ tôi dùng. Tại vì nó rất là chói mắt, không nên dùng. Mình chỉ dùng cặp cốt này thôi. Đó, cái cặp Z20 là cốt. Cặp dưới là để phá xương, gắn trang trí là chính. Cái cặp Z20 này thì nó cũng mặc dù là cốt nhưng mà nó cũng hơi chói nha các bạn. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến tour sắp tới. Bye bye, chào tạm biệt.